Số một tùng trần đạo, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay giới thiệu cho anh em mấy cần thắng của Dream Thái cho anh em nha. Thì bữa giờ anh em hỏi cái này cũng nhiều, tại vì mình đang mấy cái cần heo xe á, thì anh em hỏi có cần mới không, cần heo xe mắc quá mua không nổi. Thì thật sự anh em ơi, cần heo xe bây giờ giá nó cao quá, nhiều lúc mình nhập vô anh em có cây chịu mấy luôn á, bán không biết bán sao luôn. Nhiều lúc nhập vô xong rồi lỡ thấy cao quá, thấy sợ khách họ không mua hoặc là bán họ kêu mình bán đắt, nhiều lúc bán lời có 30-40 ngàn cây mà nhập chịu mấy, thật sự anh em luôn á, nó là như vậy. Thì hôm nay lên cho anh em cây cần thắng Dream Thái mới nha anh em nha, rất là đẹp. Mã của nó là GN5900 Made in Thái Lan nha anh em. Cái này thì đủ tiêu chí cho anh em là ngon, bổ rẻ luôn. Cây này, một cây này là bán ra giá nó chỉ có 230 ngàn một cây thôi. Sikem siêu bóng, đầu răng cực kỳ đẹp luôn, mới 100% nha anh em nha. Mua về anh em ráp vô Dream Thái hay Super gì đều ráp được hết, City ráp được luôn nha. Đây, Dream Lùn ráp được luôn. Ok, rồi mình sẽ mở cho anh em coi. Đây, úi xồi, nó bóng. Anh em thấy cái độ bóng của nó không? Nhìn rất là đã luôn nha. Đó, độ bóng này cực kỳ ok. Mình sẽ chỉnh cái chế độ lên nét này. Đây, cái độ bóng của nó thì anh em không phải nghĩ nha. Rất đẹp luôn, thực sự nha. Cái này mà anh em lên xe thì hết mài. Anh em thấy độ bóng không? Đó, cái này mình quay buổi tối nha anh em nha. Ban ngày nó còn bóng kinh khủng hơn nữa. Ánh sáng mặt trời nó chiếu vô còn bóng ác nữa. Đó, rất là đẹp. Nốt hàn này anh em nhìn là hàn cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, nốt hàn cực kỳ đẹp luôn. Thấy chưa? Đốt hàn rất đẹp nha. Đây, phần đuôi này, đốt hàn rất đẹp luôn. Cái này anh em mua là về anh em gắn vô liền nha, không có phải độ chế gì hết á, tại vì nó vừa form luôn. Form là form chuẩn của Thái nha. Anh em về là ráp cái một là vô vừa khít luôn. Đây, mình cho anh em coi, nhiều cái cần thắng của anh em nó bị như thế này. Đó, nó không bị gì hết nhưng mà có cái là nhiều lúc cái mặt đạp nó cũng còn ok lắm. Nè, như cái này thì mặt đạp nó cũng còn được lắm, nhưng mà anh em nhìn này. Nó bị bong như thế này. Nó bị bong như thế này nè, nó bong hết ra luôn. Tại vì anh em đạp quá lâu rồi thì đâu còn gì để chơi nữa đâu anh em. Cho nên là chúng ta cứ mua một cái nha. Thì có một cái là cái cần heo xe bên cần mới á, là phải cần hái như thế này nè. Thì cái cọng nó gọi là cọng nhỏ nha. Cần hái là cái cọng nó nhỏ y chang như cọng heo xe luôn. Còn có một cái cọng Việt, cần hãng Việt là cái khổ của cái ống này này, nó sẽ rất là lớn nha. Nó sẽ to đùng luôn, nó không có nhỏ như là cái cột hái đâu. Cho nên anh em gắn vào xe nó rất là thô luôn, nhìn nó rất là kỳ nha. Đó, còn cây này là cần thắng mà ống nhỏ nha anh em nha. Đúng chuẩn form của Thái luôn, chuẩn heo xe, y hệt heo xe luôn. Đó, cái vặn đạp của nó thì nhìn thì thôi rồi, khỏi phải chê luôn nha anh em nha. Rất đẹp. Đó. Thì anh em nào mà chúng ta cần thì anh em có thể quan tâm liên hệ đến số điện thoại của mình 0915434913 để đặt hàng nha. Một cây thế này chỉ có 230 ngàn thôi. Mới 100%, nguyên đàn nguyên kiện trong bọc luôn nha anh em nha. Đây. Nguyên đàn nguyên kiện trong bọc cho anh em luôn, mới 100% nha. Anh em yên tâm luôn. Cái này về anh em lên, anh em cầm trên tay em mới thấy nó càng đẹp hơn nữa. Rất là đã luôn nha, nên sáng bóng này. Nhìn cực kỳ phê luôn, từ trên xuống dưới nó bóng loáng nha. Kể cả những cái phần này nó cũng bóng luôn nha. Đó, phần này cũng bóng luôn. Em yên tâm nha, lên xe rất đẹp. Mặt này nó rất là bóng, ở đầu nó bóng này. Được không? Rất đẹp nha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.